Kền kền là tên gọi chung của một nhóm các loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sống ở các châu lục, ngoại trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương. Một trong những đặc điểm của kền kền là đầu thường chọc. Không có lông, do tập tính ăn thịt xác chết bằng cách thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt nên đầu bị dính máu và dịch xác con mồi, nếu có lông thì sẽ bị dính và khó làm sạch. Đặc điểm này giúp kền kền rửa sạch đầu nhanh chóng ở các con sông gần đó. Kền kền Gyps fulvus là một loài chim trong họ Accipitridae. Loài kền kền này có chiều dài 93-122cm với sải cánh dài 2,3-2,8m. Chim chống cân nặng từ 6,2-10,5kg, còn chim mái thường nặng từ 6,5-11,3kg. Cân nặng tối đa đã được ghi nhận là 15kg, có lẽ là con chim được nuôi nhốt. Chim non mới nở trụi lông, loài này có bề ngoài của kền kền cựu thế giới điển hình, với cái đầu trắng, cánh rất rộng và lông đuôi ngắn. Nó có khoang cổ màu trắng và mỏ màu vàng, thân màu da bò và cánh tương phản với lông sẫm màu. Loài kền kền này ăn xác chết mà chúng phát hiện ra khi bay lượn thành đàn trên không trung. Chúng xây tổ trên các hốc đá, trên các mỏm đá. Những con kền kền này sống ở các vùng núi, vách đá, đồng bằng và bán sa mạc của cựu thế giới, bao gồm Nam Âu, Bắc Phi, Trung Đông và một số vùng của châu Á. Xác thối là nguồn thức ăn chính của chúng và chúng có một dạ dày độc đáo cho phép chúng tiêu hóa xác thối giữa một cách an toàn. Kền kền Gryphon có thể bay xa tới 150km và là loài chim xã hội, thường kiếm ăn theo nhóm lớn với hệ thống phân cấp xã hội phức tạp. Những con kền kền lớn hơn và thống trị hơn sẽ ăn trước, nhưng tất cả các con kền kền đều được ăn. Khu vực phân bố và môi trường sống. Ở Ý, loài này chỉ còn tồn tại ở đảo Sardinia, nhưng gần đây đã có những nỗ lực tái du nhập loài kền kền Gryphon vào bán đảo. Kết quả là, một số mẫu vật đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2006 trên khối núi Gran Sasso, miền trung nước Ý. Người ta cho rằng quần thể ở Ý đang tăng lên nhờ các chương trình tái du nhập ở các nước láng giềng và lệnh cấm săn bắt loài này. Ở Croatia, có thể tìm thấy một đàn kền kền Gryphon gần thị trấn Beli trên đảo Cres. Ở đó, chúng sinh sản ở độ cao thấp hơn, một số tổ chỉ cao 10m so với mực nước biển. Do đó, chúng thường xuyên tiếp xúc với con người. Quần thể này thường xuyên xâm nhập vào lãnh thổ Slovenia, đặc biệt là ở núi Stone phía trên Kobarid. Loài chim này được bảo vệ tại một khu vực có tên là Kunchev trên đảo của Croatia. Ở Ireland, lần đầu tiên ghi nhận được một con kền kền Gryphon vào năm 1843 tại Cork. Gần đây hơn, vào năm 2000, một con kền kền đã cư trú trên đảo Guernsey thuộc eo biển Manchester. Tại Sheep, có một đàn kền kền Gryphon gồm chưa đến 30 con tại Episcopi ở phía nam hòn đảo vào năm 2006. Tại Israel, có thể tìm thấy các đàn kền kền Gryphon ở phía bắc và cao nguyên Golan. Một đàn lớn sinh sản ở dãy núi Carmel, sa mạc Negev và đặc biệt là ở Gamla. Các dự án tái du nhập đang được thực hiện tại các trung tâm nhân giống ở Carmel và Negev. Tại Hy Lạp, có gần 1.000 con chim. Phần lớn quần thể kền kền Gryphon ở Hy Lạp cư trú tại Crete, nơi có quần thể đảo lớn nhất của loài này trên thế giới. Trên đảo Crete, chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các vùng núi, đôi khi thành từng nhóm lên tới 20 con. Kền kền Gryphon đã được tái du nhập thành công vào Massif Central ở Pháp, hiện có khoảng 500 con được tìm thấy ở đó. Kền kền Gryphon thường xuyên được phát hiện trên cầu Milau và kể từ năm 2015 cũng được phát hiện ở dãy núi Canto. Tại Bỉ và Hà Lan, có khoảng 100 con chim có mặt vào mùa hè năm 2007. Đây là những con chim lang thang từ quần thể Pyrenees. Tại Đức, loài này đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 18. Khoảng 200 con chim lang thang, có thể là từ dãy núi Pyrenees, đã được nhìn thấy vào năm 2006 và hàng chục con chim lang thang được nhìn thấy ở Bỉ vào năm sau đã bay vào Đức để tìm kiếm thức ăn. Có kế hoạch tái du nhập loài này vào dãy núi Alps. Vào tháng 9 năm 2008,
người ta đã khai quật được những mảnh xương kình kền Griffon khoảng 35.000 năm tuổi từ hang động Hohenfels ở miền nam nước Đức. Ở Serbia, có khoảng 60-65 cặp kình kền Griffon ở các vùng phía tây của đất nước, xung quanh núi Zlata và 35 loài chim trong hẻm núi của sông Čizanjica. Chúng được pháp luật bảo vệ khỏi nạn săn bắn. Ở Áo, có một quần thể còn sót lại xung quanh vườn thú Sanburg và người ta thường nhìn thấy những loài chim lang thang từ Ban Can. Tại Bồ Đào Nha, có vài trăm cặp kền kền Griffon làm tổ, nhưng sự phân bố của chúng rất không đối xứng. Các khu vực sinh sản chính nằm ở phía đông bắc, Douro International, nơi sinh sống của hơn một nửa quần thể Bồ Đào Nha. Mặc dù thường trú ở vùng nội địa của đất nước, kền kền Griffon thường mạo hiểm di cư về phía tây khi mùa sinh sản kết thúc và đôi khi có thể đến cửa sông Tagus và mũi sưu tầm, Vincent. Quần thể Pyrenees dường như đã bị ảnh hưởng bởi phán quyết của EC rằng do nguy cơ lây truyền BSE, không được để xác chết trên các cánh đồng trong thời điểm hiện tại. Điều này đã làm giảm nghiêm trọng khả năng cung cấp thức ăn và do đó, khả năng mang theo. Mặc dù kền kền Griffon thường không tấn công con mồi sống lớn hơn, nhưng có báo cáo về việc kền kền Griffon Tây Ban Nha giết chết những con vật sống yếu, non hoặc không khỏe mạnh khi chúng không tìm thấy đủ xác chết. Vào tháng 5 năm 2013, một người phụ nữ 52 tuổi đang đi bộ đường dài ở dãy núi Pyrenees đã thiệt mạng sau khi rơi xuống vách đá. Kền kền Griffon đã ăn xác của bà trước khi đội cứu hộ đến, chỉ để lại quần áo và một vài chiếc xương. Câu chuyện đã thu hút sự chú ý đến vấn đề kền kền Griffon ở Nam Âu. Theo ước tính gần đây nhất về quần thể, ở Armenia có 46-54 cặp, xu hướng này cho thấy sự gia tăng nhẹ. Ở Nga, tổ của chúng nằm trên sườn phía bắc của Đại Cáp Cáp. Giống như các loài kền kền khác, chúng là loài ăn xác thối, chủ yếu kiếm ăn từ xác động vật chết mà chúng tìm thấy bằng cách bay lượn trên các khu vực trống trải, thường di chuyển theo đàn. Chúng kêu và rít lên khi đậu trên các ổ hoặc khi ăn xác thối. Tuổi thọ tối đa được ghi nhận của kền kền Griffon là 41,4 năm đối với một cá thể bị nuôi nhốt. Chúng sinh sản trên các vách đá ở vùng núi phía Nam châu Âu, Bắc Phi và châu Á, đẻ một quả trứng. Kền kền Griffon có thể tạo thành các đàn rời rạc, quần thể chủ yếu là định cư. Mật độ phụ thuộc vào loài thuộc địa này đã được chứng minh là ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hàng năm với các tổ chim ở vị trí được bảo vệ, hang động, ổ đẻ và gờ đá có mái che, tạo ra nhiều chim non hơn và được sử dụng ưu tiên hơn so với các tổ chim chất lượng thấp, các gờ đá lộ thiên và khe hở, chỉ được sử dụng khi số lượng cá thể sinh sản tăng lên. Kền kền Griffon đã được sử dụng làm sinh vật mô hình để nghiên cứu về sự bay lượn và điều hòa nhiệt độ. Chi phí năng lượng của chuyến bay ngang có xu hướng cao, thúc đẩy các phương án thay thế cho việc vỗ cánh ở những loài chim lớn hơn. Đặc biệt, kền kền sử dụng các phương pháp bay hiệu quả hơn như bay lượn. So với các loài chim khác, chúng nâng tỷ lệ trao đổi chất của mình lên gấp 16 lần tỷ lệ trao đổi chất cơ bản khi bay. Kền kền Griffon bay lượn tiêu tốn khoảng 1,43 lần tỷ lệ trao đổi chất cơ bản khi bay. Kền kền Griffon cũng là loài bay hiệu quả vì chúng có khả năng trở lại nhịp tim khi nghỉ ngơi sau khi bay trong vòng 10 phút. Là loài ăn xác thối lớn, người ta không thấy kền kền Griffon tìm nơi trú ẩn để điều hòa nhiệt độ. Kền kền sử dụng đầu chọc của mình như một phương tiện để điều hòa nhiệt độ ở cả nhiệt độ cực lạnh và cực nóng. Thay đổi tư thế có thể làm tăng mức độ tiếp xúc với da trần từ 7% lên 32%. Sự thay đổi này cho phép tăng gấp đôi lượng nhiệt mất đi do đối lưu trong không khí tĩnh. Kền kền Griffon cũng được phát hiện là có thể chịu được nhiệt độ cơ thể tăng cao như một phản ứng với nhiệt độ môi trường cao. Bằng cách cho phép nhiệt độ cơ thể bên trong của chúng thay đổi độc lập với tốc độ trao đổi chất của chúng, kền kền Griffon giảm thiểu sự mất nước và năng lượng trong quá trình điều hòa nhiệt độ. Một nghiên cứu cụ thể, 3H1995, phát hiện ra rằng những sự thích nghi này đã cho phép kền kền Griffon có một trong những vùng trung tính nhiệt rộng nhất trong số các loài chim. Cạnh tranh trong loài, kền kền Griffon không cho thấy sự khác biệt về tuổi tác trong tốc độ kiếm ăn của chúng. Tốc độ kiếm ăn có xu hướng tăng lên khi có nhiều thức ăn hơn. Các nghiên cứu liên quan đến việc tái du nhập kền kền đã phát hiện ra rằng những con trưởng thành lớn tuổi có xu hướng thể hiện hành vi hung hăng và dấu hiệu thống trị nhiều hơn. Không có sự khác biệt về hành vi cạnh tranh giữa các giới tính. Những con chim được tái du nhập và được nuôi hoang dã không khác nhau về sự thống trị hoặc tốc độ kiếm ăn mặc dù chúng có sự khác biệt trong cách nuôi dưỡng. Mối đe dọa.
Nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm nhanh chóng của quần thể kền kền Griffon là việc tiêu thụ các loại mồi tẩm độc do con người đặt ra. Các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã đã cố gắng nâng cao nhận thức về hậu quả chết người của việc sử dụng các loại mồi tẩm độc bất hợp pháp thông qua giáo dục về vấn đề này.